Thực trưởng Tiến Khang xin kính chào quý cô bác anh chị. Hôm nay Tiến Khang lại vào bếp và giới thiệu đến quý cô bác anh chị những thực đơn trong bữa cơm hàng ngày của gia đình nha. Hôm nay đầu tiên là em xin giới thiệu là món gỏi cá cơm dưa leo cà rốt nha mọi người. Nguyên liệu thì ở đây em sử dụng là 50g cá cơm. Này, đây là cá cơm hiện đang bán tại Thực trưởng Tiến Khang. Cá cơm này là cá cơm nước ngọt nha quý cô bác. Hạn sử dụng tới 6 tháng, mình có thể mua về để sử dụng dần nha. Hạn sử dụng là 6 tháng. Còn nguyên liệu thứ hai là dưa leo. Dưa leo thì mình chỉ sử dụng cái phần vỏ, phần ruột mình không sử dụng nha cô bác. Và nguyên liệu kế tiếp đó là cà rốt và một ít rau niêm để mình trộn gỏi. Và món tiếp theo đó là món súp đậu nha quý cô bác anh chị. Nguyên liệu thì gồm có là 100g đổ tay. Ở đây em dùng là 50g và đậu xanh là còn vỏ, mọi người có thể sử dụng cái loại đậu xanh mà nguyên hạt á, không xài loại này cũng được. Và nguyên liệu tiếp theo đó là đậu cô ve, và khi mình nấu thì mình cho vào thêm 2 muỗng tương miso nữa nha mọi người. Và món tiếp theo đó là món cá cơm khô tẩm mè nha quý cô bác anh chị. Ở đây em cũng sử dụng là 50g cá cơm khô và 20g mè. Và đi kèm với bữa ăn ngày hôm nay có một món trà, đó là trà củ cải trắng cổ tay nha quý cô bác anh chị. Đây là em sử dụng một củ cải trắng và 10g cổ tay. Người ta đi ngâm bát muối hay nó bát hành. Quý cô bác anh chị, dưa leo là mình nên lấy cái phần vỏ thôi nha quý cô bác anh chị. Cái phần vỏ nó mới giòn. Mình mà lấy cái phần trộn rồi mình trộn gỏi nó không có giòn đâu. Món này em thấy ngon lắm đó quý cô bác anh chị. Sau khi đậu chín mình bỏ khổ tay vào. Bây giờ thì mình đi xào cái phần đậu quen nha quý cô bác anh chị. Mình cho vào ít đậu hành ba rô. Thơm quá. Mình cho vào đây là 1 muỗng nước tương. Thơm quá. Và 1 muỗng hạt nêm thực dưỡng nha quý cô bác. Mình thích cái đậu sạch đó thì mình có thể cho vào bột sắn dây. Ở đây em sẽ cho vào 1 ít bột sắn dây. Sau khi đậu chín thì mình cho cái phần đậu với hũ tay vào nha mọi người. Bây giờ thì mình đi chiên cá cơm như quý cô bác anh chị. Mình cho hơi nhiều dầu một tí cho nó dễ chiên. Sau khi chiên xong cá nó vàng thì mình vớt ra, mình để vào cái giấy thấm dầu cho nó hút hết dầu nha quý anh chị, chứ không phải là em sử dụng hết cái dầu này nha. Mình chiên cho nó giòn, thật giòn cái mình vớt ra nha cô bác anh chị ơi. Thì mình đi rang mè nha cô bác anh chị ơi. Mè này mình rang phân nửa trộn gỏi và phân nửa để rang cá cơm nha quý vị. Bây giờ thì mình đi rang cá cơm thôi mọi người ơi. Mình cho vào 1 ít dầu nha. Mình cho vào 1 ít hành ba rô trắng và tỏi. Sau đó là mình cho cái phần nước cốt gừng vào nha quý cô bác anh chị. Một muỗng hạt nêm thực dưỡng. Một muỗng đường. Với lại 1 ít nước tương. Thank you.
sau khi vàng thì mình rắc mè vô nha quý cô bác anh chị. Thì mình nhà là mình có lò vi sóng, lò sấy thì mình đi sấy lại nó ở nhiệt độ 180 cho con cá nó khô lại. Không có thì mình cứ rang đến khi nó vàng thôi. Mình đi ngâm cà rốt với muối làm cho nó bớt cái vị hăng nha quý cô bác anh chị. Đây là em sử dụng hai trái chanh nha mọi người. Thì theo khẩu vị nhà mình chua nhiều quá thì mình có thể gia giảm một muỗng đường, muỗng rưỡi đường, với lại là nước mắm thanh phương nha mọi người, một muỗng. Sau khi cà rốt mình đã ngâm với nước muối và mình quét ra để ráo thì bây giờ mình đi trộn nha mọi người. Mình cho cái phần nước trộn gỏi vào. Quá là ngon luôn. Mọi người nên đặt cá cơm này về ăn nha, thì nó ngon quá. Món này thì rất là hao cơm luôn. Ăn thịt dưỡng mà nhìn quá ngon. Thêm một chút húng lưỡi nữa nha mọi người. Quá là thơm. Cho vào ít nước. Và cho vào đây là một ít muối biển. Tiếp theo là mình cho cái phần củ cải và củ tay vào nấu cà nha mọi người. Cà này là cà trị bệnh á. Như vậy thì em đã hoàn thành xong cái thực đơn cá cơm ngày hôm nay rồi nha mọi người. Cơm lứt vẫn là cơm lứt. Mình ăn với lại gỏi cá cơm, dưa leo, cà rốt và cá cơm rang mè, với lại là súp đậu, canh đậu. Và đi kèm với bữa ăn ngày hôm nay là ly trà củ cải trắng phủ tay nha mọi người. Ly trà này thì nó có tác dụng là giúp cơ thể tống khứ mỡ, tích lũy ở các vùng ruột và các khớp nha mọi người. Rất là tốt luôn, trà này vùng ruột. Này, cá cơm này thì rất là ngon luôn nha mọi người. Đó, nhìn đây rất là ngon luôn. Cá cơm nước ngọt. Nếu mọi người thích cái video này của series nấu ăn này của em thì mọi người hãy ra đặt một bịch cá cơm đi ủng hộ Tiến Khang nha mọi người. Này, cái lượng hàng em mới nhập về luôn, rất là tươi ngon luôn. Nếu quý cô bác anh chị mình có thắc mắc gì hay là muốn Tiến Khang nấu những món gì về thực dưỡng thì quý cô bác anh chị mình có thể comment phía bên dưới. Tiến Khang sẽ phản hồi nhanh nhất như quý cô bác anh chị. Tất cả các sản phẩm của Tiến Khang thì em để ở đường link mô tả phía bên dưới, mọi người có thể nhấp vào tham khảo hoặc có thể gọi trực tiếp đến hotline. Và sắp tới thì Tiến Khang sẽ mở bán những món về thực dưỡng, thực đơn hàng ngày sẽ được Tiến Khang cập nhật trên các trang mạng xã hội nha. Quý cô bác anh chị mình có thể vào đó để tham khảo nha. Nếu mình không có thời gian nấu nướng thì mình có thể order về nha quý cô bác anh chị. Và nếu thấy video này hay thì mọi người cho em xin một like, một share và một đăng ký kênh và ủng hộ em một bịch cá cơm nha mọi người. Vì đây là cái sản phẩm mới của Tiến Khang nên mọi người sử dụng và cho Tiến Khang ý kiến nha. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại mọi người ở những video nấu ăn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.